Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng tài lợn. Các bạn, hôm nay mình nói về viết tập hợp các số tự nhiên x nè thỏa mãn điều kiện sau. Khi các bạn dùng phương pháp liệt kê nha các bạn, viết tập hợp theo phương pháp liệt kê giúp lợn liệt kê. Hiểu chưa? Thì các bạn nhớ tập hợp số tự nhiên nha. Tập hợp số tự nhiên được ký hiệu bằng chữ n sẽ gồm những số sau đây: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân và vân vân. Vậy ta có số thứ nhất, muốn tìm số thứ hai các bạn cộng thêm thêm 1 và cộng thêm thêm 1 cộng thêm thêm 1. Nếu có số sau muốn tìm số trước thì ta lấy cái số đó trừ đi đi 1. Được chưa? Vậy câu A mình cho tập hợp tên là chữ A các bạn, bằng mở ngoặc. Thì x nhỏ hơn bằng 6 thì các bạn lấy 6 trừ 1 được mấy ạ? Được 5 nè. Nhưng mà có dấu bằng, các bạn thấy có dấu bằng không ạ? Vậy các bạn lấy luôn số 6. 6 nè. Tiếp tục trừ 1 ra 5 nè, trừ 1 ra 4 nè, trừ 1 ra 2, xin lỗi 3 nè, trừ 1 ra 2, trừ 1 ra 1 và trừ 1 ra 0. Vậy tập hợp A sẽ bằng 0 1 2 3 4 5 6. Ok chưa ạ? Tương tự bài B mình viết tập hợp B như các bạn, bằng mở ngoặc đóng ngoặc. Lớn hơn bằng 35 thì có dấu bằng ở đây, các bạn lấy giá trị số tự nhiên này luôn. Vậy 35 nè, tiếp tục cộng thêm 1 36, tiếp tục cộng thêm 1 37, 38, 39, 40 được không ạ? Không, bởi vì 40 lớn hơn 39. Được chưa ạ? Tương tự câu C, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.